Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chào buổi sáng được trực tiếp hàng ngày vào khung giờ này của truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ bảy ngày 29 tháng 6, chương trình có những nội dung chính sau đây. Muộn nhất ngày 22 tháng 7, các sở giáo dục đào tạo sẽ công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Hạn chế nguy cơ sởi lây lan trong cộng đồng. Giải quyết vướng mắc cho dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới nơi cực Tây Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, thảo luận ở hội trường về dự án luật địa chất và khoáng sản tại hội trường chiều qua, các đại biểu thống nhất tờ trình của chính phủ và báo cáo của cơ quan thẩm tra về sự cần thiết ban hành luật địa chất và khoáng sản và tên gọi này là phù hợp. Các ý kiến khẳng định tài nguyên địa chất, khoáng sản là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, là nguồn lực của quốc gia nên cần phải quy hoạch, thăm dò, khai thác bền vững, tiết kiệm, dự trữ, quản lý chặt chẽ vì nguồn lực này là hữu hạn. Thưa Quốc hội, kính thưa chủ tọa. Về phân loại nhóm khoáng sản, các đại biểu đồng tình phân loại thành 4 nhóm như dự thảo. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị nghiên cứu loại khoáng sản nhóm 3 và 4. Có những loại lẫn lộn nhau thuộc khoáng sản thông thường, vật liệu xây lắp nên khó xác định thuộc nhóm khoáng sản nào, nhóm 3, nhóm 4, dẫn đến việc sử dụng khai thác. Thuế tài nguyên chưa hợp lý, cân bằng, gây chồng chéo thẩm quyền quy hoạch khoáng sản, ảnh hưởng đến dự trữ tài nguyên quốc gia, tạo khoảng trống pháp lý có thể sai phạm, thất thoát, lãng phí. Về quyền lợi trách nhiệm của địa phương, cộng đồng dân cư, gia đình, cá nhân, có nơi có tài nguyên, đại biểu đề nghị có quy định cụ thể rõ ràng hơn về quản lý nhà nước trên địa bàn và được điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản, tránh cơ chế xin cho. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau 3 ngày kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với hơn 1 triệu thí sinh đã kết thúc. Vượt lên trên đó là tinh thần, trách nhiệm của mỗi thí sinh, sự chuẩn bị chu đáo của các điểm thi cùng sự chủ động ứng phó của các địa phương đã nỗ lực để hoàn thành kỳ thi quan trọng này. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi với hơn 2.300 điểm thi và hơn 45.000 phòng thi. Dự kiến các hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi vào ngày 17 tháng 7, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất vào ngày 19 tháng 7. Muộn nhất ngày 22 tháng 7, các sở giáo dục đào tạo sẽ công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh hoàn thành muộn nhất vào ngày 23 tháng 7. Thông tin về tình hình đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết có 43.498 trong số 104.843 thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực đã đăng ký xét tuyển qua hệ thống chung. Năm nay 109 trường đại học cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xét tuyển đầu vào, trong đó có 68 trường tham gia hệ thống xét tuyển chung với 1.747 ngành học. Các trường còn lại nhận hồ sơ qua hệ thống xét tuyển riêng của mỗi trường. Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 được tổ chức hai đợt, trong đó gần 94.000 thí sinh dự thi đợt 1, đợt 2 có hơn 39.000 thí sinh dự thi. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề xuất nhu cầu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2025 và báo cáo tình hình bố trí kinh phí địa phương cho hoạt động tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố. Theo đó, năm 2025, nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh cần 1,4 triệu liều. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần nguồn kinh phí hơn 4 tỷ đồng cho hoạt động tiêm chủng năm 2025 trên địa bàn thành phố, gồm mua sắm vật tư tiêm chủng, tổ chức tiêm chủng, truyền thông. Gần đây tại Nghệ An và một số tỉnh thành khu vực phía Nam đã ghi nhận sự quay trở lại của bệnh sởi để hạn chế nguy cơ cơ sở lây lan trong và để hạn chế nguy cơ sởi lây lan trong cộng đồng và bùng phát trở lại. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần ra soát lại tình trạng tiêm chủng, đánh giá nguy cơ và tiến hành tiêm bù, tiêm vét vaccine ngay cho trẻ. Ngoài việc tiêm vét vaccine ngay cho trẻ, hệ thống y tế dự phòng tuyến tỉnh, các xã phường và các cơ sở khám điều trị kịp thời giám sát phát hiện các ca bệnh và điều trị sớm. Sở Y tế và các trung tâm
tiến hành điều tra, xác minh thông tin, tổ chức khoanh vùng, bao vây, xử lý dịch tại các địa phương ghi nhận ca bệnh. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập thực hiện nghiêm túc phân luồng, cách ly điều trị các bệnh truyền nhiễm theo quy định, quản lý chất thải y tế, triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo hiệu quả, đẩy mạnh công tác truyền thông thường xuyên liên tục cho người dân biết cách phòng chống bệnh sởi trên địa bàn. Thông tin về kinh tế, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với các bộ, địa phương, cơ quan có liên quan về xử lý khó khăn, vướng mắc cho dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam. Theo đó, tại một số địa phương có nguồn vật liệu còn chưa chủ động, chưa có sự quyết liệt dẫn đến chưa có phương án cung ứng vật liệu đắp nền đường cho các dự án còn thiếu nguồn. Một số nơi còn lúng túng trong chỉ đạo điều hành. Để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các tuyến giao thông kết nối liên vùng, Phó Thủ tướng yêu cầu các thành ủy, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng cần tiếp tục xác định đầy đủ trách nhiệm chính trị, chủ động trong việc bảo đảm cung ứng vật liệu đắp nền đường cho các dự án. Các bộ địa phương phải đưa ra cách làm rõ ràng, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để cung ứng vật liệu xây dựng, phục vụ đắp nền đường cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam. Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện từ đầu năm đến ngày 30 tháng 6 cho biết, có nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhưng kết quả vẫn chưa như kỳ vọng. Theo đó, ước tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 30 tháng 6 là 28% kế hoạch, đạt 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến hết tháng 6 năm 2024, có 12 trên 44 bộ cơ quan trung ương và 37 trên 63 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Đặc biệt có một số bộ cơ quan trung ương giải ngân rất thấp hoặc có tỷ lệ giải ngân 0%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài nguyên, Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị các bộ ngành địa phương triển khai nghiêm túc quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ quy định tại nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương, năm nay nhu cầu điện rất cao. Ví dụ như ngày 18 tháng 6, sản lượng tiêu thụ lên đến 141,8 tỷ kWh, tương đương 45,6% so với kế hoạch. Liên quan đến việc khả năng điều chỉnh giá điện trong cuối tháng 6 đầu tháng 7, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, việc điều chỉnh giá điện phải thực hiện theo quyết định 05 năm 2024 của Thủ tướng, áp dụng từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Hiện phải đánh giá tác động kinh tế xã hội nên cần có cơ chế đánh giá việc tăng giảm giá điện. Bộ Công Thương đã có đoàn kiểm tra rà soát để tính toán đảm bảo khoa học, khách quan, có công thức tính toán cụ thể phương án giá điện. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ước tính nửa đầu năm, rau quả Việt xuất khẩu đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường chủ lực ghi nhận tăng từ 10 cho đến 50% so với cùng kỳ năm trước. Sầu riêng, thanh long, chuối và nhãn là những loại trái cây đóng góp lớn cho tăng trưởng xuất khẩu rau quả. Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc vẫn là những thị trường lớn với lượng nhập tăng từ 30% đến 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Thái Lan chi 74,5 triệu đô la Mỹ và Hàn Quốc là 136 triệu đô la Mỹ mua rau quả Việt. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành đã tăng ở mức cao trên 7% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều chỉ số báo cáo khác cũng cho thấy đà phục hồi tích cực từ hoạt động của các doanh nghiệp. Sau giai đoạn gặp khó vì đứt gãy chuỗi cung ứng, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp này đã sôi động trở lại trong thời gian gần đây. Hoạt động sản xuất thậm chí còn không đáp ứng đủ đơn hàng đến từ cả thị trường trong nước và nước ngoài. So với cả các năm dịch thì năm nay là một cái năm mà bắt đầu phục hồi rất mạnh. Thế riêng cái ngành của tôi là không có hàng để bán. Rất nhiều những khách hàng đến tìm và trao đổi về cái vấn đề hợp tác, đặt vấn đề đơn hàng dài lâu. Cho nên chúng tôi chỉ tập trung nhiều vào cái phát triển nguyên liệu thật nhiều. Theo Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục khởi sắc với chỉ số sản xuất công nghiệp IIB toàn ngành ước tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp phục hồi nhờ đóng góp lớn của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ở 55 trên 63 địa phương.
Nhiều chuyên gia cho rằng điều này phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực từ các doanh nghiệp sản xuất. Sản xuất tăng trưởng thì khu vực doanh nghiệp cũng sẽ được tốt hơn và cái số lượng doanh nghiệp sẽ quay trở lại hoạt động tốt hơn. Và một điều nữa là có thể là doanh nghiệp cũng đã được phát các cái chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp cũng đã được phát huy, thì là đã hỗ trợ doanh nghiệp có thể phục hồi việc sản xuất kinh doanh của mình. Chúng ta nhìn vào con số mà thu nội địa của các doanh nghiệp thì nó sẽ tăng lên rất là nhanh chóng, trong khi chúng ta đang thực hiện giảm VAT. Thì để cho thấy rằng là đấy là cái hoạt động của doanh nghiệp cũng đang trở nên sôi động hơn và thực sự nó đang có đóng góp vào cho nền kinh tế. Cũng theo Bộ Công Thương, các thị trường xuất khẩu cơ bản có sự phục hồi tốt và đạt mức tăng trưởng cao trong 5 tháng đầu năm nay. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 16,03% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường trong nước đã được khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành trong 6 tháng đầu năm tăng 8%. Đây sẽ là những điều kiện thuận lợi để khu vực sản xuất có cơ hội tiếp tục đà phục hồi trong 6 tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, Điện Biên có đường biên giới dài hơn 455 km, tiếp giáp với Lào và Trung Quốc. Đây là địa bàn biên giới ở khu vực Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tích cực chủ động thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Đồn biên phòng Mường Bồn là một trong những đồn quản lý đường biên giới dài nhất của tỉnh Điện Biên với hơn 40 km và 15 mốc giới trên địa bàn hai xã Hua Thanh và Mường Bồn. Với địa hình phức tạp, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Bồn thường xuyên tổ chức tuần tra đường biên mốc giới, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Để triển khai công tác mà tốt thì chúng tôi là triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tuần tra, kiểm soát biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn biên giới quốc gia. Đơn vị đã triển khai cho hai tổ công tác bám nắm địa bàn và tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới trên tuyến biên giới của đơn vị quản lý. Hàng tuần, hàng tháng thì đơn vị tiến hành tổ chức tuần tra, khép kín biên giới. Lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm những quy định trên khu vực biên giới. Chúng tôi luôn xác định quan điểm của Đảng, của Bác Hồ rất là đúng, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Đấy, thì trong thời gian vừa qua, Bộ Đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã xác định tốt cái vai trò nòng cốt chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới, trong đó nổi bật nhất là xây dựng cái nền biên phòng toàn dân ở khu biên giới, bảo vệ vững chắc, quản lý bảo vệ vững chắc cái chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn khu biên giới, giữ vững được cái ổn định trên biên giới để nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, riêng trong năm 2023, lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên đã chủ trì phối hợp bắt giữ trên 151 vụ, trên 181 đối tượng, thu giữ gần 50 kg heroin, 365.000 viên ma túy tổng hợp. Phát huy những kết quả đạt được, Bộ đội Biên phòng Điện Biên chủ trì phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mang lại bình yên cho nhân dân.